chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh đại vương thì đến video này vương xin chia sẻ cho anh chị và các bạn cách chỉnh sửa hình ảnh trên iphone một cách tuyệt vời nhất chỉ trong vòng một nút nhạc là chúng ta đã chỉnh sửa hàng loạt các ảnh thì vương xin bắt đầu ngay bây giờ xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi thì chúng ta muốn sửa được ảnh thì đầu tiên chúng ta hãy vào ảnh trên điện thoại iphone rồi tiếp theo đó chúng ta sẽ chọn một ảnh bất kỳ để cần chỉnh sửa nha thì mình sẽ chọn một cái ảnh này đi rồi mình sẽ kéo các bức ảnh này xuống nè rồi bây giờ vương sẽ chỉnh sửa bức ảnh này thì chúng ta sẽ bấm vào sữa sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái thanh đây cái thanh điều khiển này rồi mình sẽ bấm chỉnh sửa tự động này thì chúng ta sẽ đưa ánh sáng lên rồi thứ hai tiếp theo phơi sáng chúng ta đẩy lên cỡ này được rồi thứ ba độ chói độ chói đưa cỡ đây thôi rồi vùng sáng chúng ta đẩy lên vùng tối vùng tối kéo xuống rồi vùng tương phản thì đẩy lên rồi sau đó độ sáng đẩy lên một tí điểm đen kéo xuống kéo vừa thôi cửa âm này được rồi bảo hòa rồi độ tươi độ ấm tông màu nét độ nét đưa lên một tí à, đưa lên khoảng mười chín hai khử nhiễu giữ là đưa số 0 nha. Rồi, độ viền, độ viền là nó sẽ ra là điểm đen này. Nó sẽ sập tương tí Rồi, sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm xong. Là như vậy là ảnh chúng ta đã được lưu nha. Nó sẽ lưu sáng như thế này. Đó, sáng thế này thì chúng ta muốn mà để lấy cái tức bức ảnh này sẽ làm điều những cái bức ảnh này đây nha. Lấy copy sẽ là copy cái chỉnh sửa về vương bức ảnh này, vuông sẽ vào dấu ba chấm đây mình sẽ bấm là sao chép các chỉnh sửa. Rồi tiếp theo đó vương thoát ra và mình sẽ bấm vào nút chọn này. Thì lúc này mình sẽ chọn những cái bức ảnh. Mình sẽ là sao chép nó vào nha. Mình sẽ chọn đây. Mình sẽ bắp vào hết những cái bức hình này đi. Rồi bây giờ vương sẽ bấm vào cái dấu ba chấm dưới này. Và lúc này vương sẽ bấm là giá các chỉnh sửa. Rồi bây giờ thì các chỉnh sửa nó sẽ được hiển thị lên cái bức hình này. Đó rồi 14 bốn chỉnh sửa nó đã được đồng bộ hết nha đó các chỉnh sửa là nó đã được tương đồng với nhau hết nè đó đó chúng ta thấy tuyệt vời không còn nếu mà chúng ta đã chỉnh sửa rồi mà chúng ta không thích mà chúng ta sẽ đưa về cái phiên bản gốc đó, thì chúng ta sẽ làm như sau mình sẽ bấm vào nút chọn và mình sẽ chọn những cái bức ảnh mình sẽ đưa về phục hồi phiên bản gốc của nó này thì mình sẽ bấm vào dấu ba chấm Tiếp theo đó chúng ta sẽ bấm là phục hồi nguyên bản. Phục hồi nguyên bản. Phục hồi. Thì những bức ảnh này nó sẽ được phục hồi trở về nguyên bản nha. Rồi bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn là nếu các bạn mà không muốn chỉnh vào một cách cầu kỳ thì chúng ta sẽ được chỉnh như thế này. Vương sẽ chọn bức ảnh này đây nha. Đây này nó đang tối tối nha. Chúng ta bấm vào đây. Wow, Và quân sẽ bấm sửa. tiếp theo đó các bạn hãy chọn vào cái thanh mà ba ô tròn này các bạn chỉ cần đưa lên cái cái mức số 2 này đó mức thứ hai là cái mức là rực rỡ các bạn chỉ cần đưa lên cái mức nếu mà các bạn là không biết chỉnh sửa vậy nha thì các bạn chỉ cần đưa lên rực rỡ là ok rồi các bạn hãy bấm xong rồi bức ảnh chúng ta nó đã thật lên rồi đó nó sẽ một cách là tự động nó rực rỡ lên rồi chúng ta sẽ sao chép nó lại sao chép chỉnh sửa này rồi chúng ta sẽ có thể là bắt lại những cái bức ảnh mà chúng ta muốn chỉnh sửa này. Rồi. Bây giờ là mình sẽ bấm uh, vào bài chấm đây. Bây giờ mình sẽ dán các chỉnh sửa. Đó, các bức ảnh đã tự động nó hực lên này. Rồi. Quá tuyệt vời phải không ạ? Vâng, hiện giờ là Vương vừa, vừa chia sẻ cho anh chị các bạn cách chỉnh sửa hình ảnh trên iPhone một cách tuyệt vời nhất chỉ trong vòng một nút nhạc video đến đây kết thúc rồi cảm ơn quý anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thấy video này hữu ích thì hãy cho quân một like và đăng ký kênh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye.